Ok, xin chào các bạn. Mình trở lại cái vlog mới. Xin lỗi nha, cái tiếng ồn mà tại cái máy này nè, máy giặt. Hiện tại mình mới đi làm về. Bây giờ là mình lấy gà ra đông lạnh, mua trong Costco. Thì mỗi miếng á, nó nói trong đây á, là... Để mình lấy cho coi. Giờ mình để đây mình xả đá ha. Dặn nước nóng lên một tí, tan đá ra bớt. Ok. Ok, bây giờ mình trở lại. Thì ở trong đây á, mình mua ở Costco Kirtland, hiệu Kirtland của Costco. Thì thành phần macro của nó đó, một miếng á, là 1.5 gram fat nè, 23 gram protein, carb 0 gram ha, ok. Yeah. Thì sáng giờ mình cũng ăn nhiều trong hãng, trong chỗ làm, rồi cũng uống protein masking nè, hiện tại thì mình book. Cho nên yeah, thì mình ăn cũng gần đúng cái macro của mình rồi. Bây giờ mình làm miếng gà này tại đói quá mới về. Thì chờ nó xả đá ra bớt á, thì mình sẽ cắt nó ra. Một hồi mình sẽ quay cho các bạn coi. Cắt nó ra, ăn chung với rau cải, cũng như là cơm có sẵn, ba mẹ nấu sẵn. Mẹ cũng làm cá sao mình, chắc cũng tối ăn sau khi đi tập về thì mình sẽ ăn. Thì yeah, có canh ở đây, chắc cũng ăn chung cho nó đỡ ngán. Ok, hẹn gặp lại các bạn sau. Ok, bây giờ gà đã tan đà. Thì mình phải làm gì? Được chưa? Ăn nha. Giỡn thôi, bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Về thôi, mình sẽ ướp gia vị lên, các bạn sẽ thấy. Ok, thì bây giờ đó, mình thường dùng những cái sản phẩm này, seasoning, gia vị để mình bỏ vô gà. Cái này rất là ngon, recommend. Beer can chicken. Mình bỏ chút tiêu, mình cho chút xíu lemon pepper là muối tiêu chanh để cho nó ngon hơn, cho nó hơi chua chua mà có mùi tiêu. Cũng như một chút, có trong đây nó có luôn cả tỏi nữa và củ hành, cho nên rất là ngon. Giờ bỏ thêm một chút xíu lá parsley vô. Thì đây là bốn cái gia vị mà mình hay ướp gà nhất. Bây giờ mình sẽ bỏ này chứ, rất là ngon nha. Thường thì mình cắt một cái ngang gì đó để cho gia vị nó thấm vô, cũng như là khi chiên nó cũng ok hơn, nó cũng chín nhanh hơn. Thường mình ăn rất là nhiều cho nên mình cũng rất nhiều hơn. Sau đó bạn sẽ cho thêm chút tiêu cho nó thơm. Ok, sau đó thì cho cái lemon pepper vô, một chút cũng được, mình không có nhiều, nhiều quá nó chua lắm. Okay. Sau đó không được, mình chờ xíu. Ok, mình chờ một chút nha. Quên một mình cũng hơi khó. Quên cái này nó chỉ cần dặn ra thôi. Ok, lỡ mở rồi. Ok, cho một số nhiều ít tùy theo bạn, nó bạn thích hay không. Đây là quá nhiều rồi, cho hai mặt lục lên. Ok rồi, sau đó là mình chở mặt lại. Hành cũng giống như vậy. Chào các bạn, mình là Nguyên. Thì trong khi chờ gà tan đá thì mình muốn tâm sự với bạn một chút về cái channel của tụi mình như thế nào, này nọ ra sao. Thì mình làm cái channel này á là để cho các bạn có thêm một cái động lực tập gym. Mình không có nói là mình giỏi về tập gym hay là gì hết, cho nên sẽ có rất là nhiều video mình edit, cũng như trong cái quá trình tập bỏ thêm nhạc cho nó hay, cho nó vui nhộn thôi, để cho có thêm cái nguồn cảm hứng cho các bạn tập. Thì mình thấy rất là nhiều vlog gym Việt Nam bây giờ họ cũng chỉ các bạn tập rất là nhiều, cho nên mình sẽ
chỉ ít lại, nhưng mà các bạn có câu hỏi thắc mắc gì á thì mình biết được bao nhiêu trong cái kiến thức của mình á thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Thì đa số cái vlog này nó sẽ nói lên cuộc sống hàng ngày của tụi mình như thế nào, đi học, đi làm, rồi về đi gym, rồi ăn uống ra sao như thế nào. Thì hiện tại là mình chỉ đi làm và đi tập gym thôi, tại vì đang trong cái giờ break của trường cho nên chưa có đi học lại. Cuối tháng 1 này mình sẽ đi học lại. Thì nói chung là buổi sáng sẽ đi làm full time, là có nghĩa là 8 tiếng. Rồi sau đó đi làm ra đó, mình sẽ ăn một chút gì đó rồi sau mình sẽ đi học. Rồi sau khi mà đi học xong mới khoảng 10 mấy 11 giờ đêm, mình về ăn một chút gì nữa cho đúng cái macro của mình. Rồi sau đó mình sẽ đi gym. Mỗi ngày thì cái thời khóa biểu của tụi mình như thế thôi. Thì đó, đó là lý do mà mình muốn nói cho các bạn biết là ok. Đây, mình đã bỏ đầy đủ tất cả các gia vị vô rồi. Thì bây giờ mình sẽ để cho nó ngấm gia vị cỡ khoảng nửa tiếng sau, mình sẽ đem lên chảo và ăn. Ngon quá. Ok. Bây giờ mình đã trở lại. Mình đã mới cắt cái miếng này ra làm hai, để cho, tại vì cái chảo bự đã hết rồi, mẹ mình đã xài cái này để nấu cho nên mình đã không còn chảo. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái này, thì cho nên mình phải cắt ra, mình bỏ vô nha. Chạy nó dằn. Ok, thì mình sẽ làm nó, rồi sau đó mình sẽ coi, sẽ cho các bạn coi cái sản phẩm của nó. Thì bây giờ là mình bắt đầu chiên đây. Thì nó sẽ kêu sùm lắm, cái này bật lên ở tại tối rồi phải bật lên để hút khói. Thì hẹn gặp lại các bạn. Ok, giờ đây chờ xíu, mình tắt cái này. Ok, và đây là sản phẩm của mình đã làm ra. Mình sẽ bỏ thêm một chút nước tương nha. Vô. Ok, trước khi tập cho nên mình có thể mình thêm chút xíu carb để cho có sức. Cho nên thêm một tí cơm thôi, nhưng mà vẫn đủ macro của ngày hôm nay. Sau đó mình sẽ hâm cái này lại. Hâm cái này, canh mẹ nấu. Thì một chút xíu canh cải để cho ăn nó bớt khô một tí. Vậy thôi, bắt đầu ăn. Vậy mà cũng tập ok thôi. Tại vì mình không có quay bữa nay, tại vì bữa kia mình đã post video tập chân rồi, nhưng mà mình không có đi nhiều vô vấn đề sâu hơn tập chân. Thì video sau mình sẽ làm thêm nữa. Ngày mai mình sẽ đi tập kéo, là pull, là back và bicep. Thì mình sẽ quay video đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình, mặc dù hiện tại mới có 6 subscriber thôi, nhưng mình hy vọng rằng các bạn ủng hộ mình tiếp tục. Comment, like, share, subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có cái gì cứ comment ở dưới, muốn mình làm video như thế nào comment ở dưới nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ mình đi edit vlog và mình đi ngủ. Good night.